Con kính thưa đại chúng, con xin nói tiếp về cái vấn đề đề tài Hằng Thuận. Cách đây 2 năm con được làm lễ Hằng Thuận tại chùa Phật Học Xá Lợi. Mà trong cái khó khăn khi tổ chức Hằng Thuận là trước khi đến chùa Xá Lợi, con có đến những ngôi chùa con xin làm lễ Hằng Thuận. Nhưng mà thực sự nói ra con sợ con phải sám hối, tại vì những vị tăng ni tiếp con nói là muốn tổ chức lễ Hằng Thuận ở đây mình phải làm trang nghiêm tam bảo, tiền hoa cúng dường làm cho đẹp phải gần 10 mấy đến 20 triệu. Thật sự con thấy là thứ nhất là lãng phí, thứ hai cái kinh tế nhiều người có nhiều thì không nói, chẳng hạn thật sự một khi đám tổ chức đám cưới rất nhiều chi phí phải lo, rồi ngoài ra còn phải cúng dường tăng đoàn mỗi vị bao nhiêu. Thật sự lúc tâm con ngồi vô chùa thứ nhất tâm con hứng hở lắm, nhưng mà sau khi nghe xong con muốn về là con muốn bỏ tổ chức Hằng Thuận. Cái khó khăn thứ nhất là như vậy. Cái khó khăn thứ hai là khi tổ chức Hằng Thuận mời bạn bè, thật sự thuyết phục gia đình mà tổ chức cái bữa chay cũng rất khó, phải đi thuyết phục từng người. Rồi cái khó khăn thứ ba là tìm địa điểm tổ chức Hằng Thuận. Nhiều nhà hàng thật sự rất lớn, nhưng mà để những người ăn chay mà vô cái đám cưới Hằng Thuận chay không, thật sự nếu mà con nói khoảng 10 bàn đổ lại, nhiều nhà hàng không nhận tổ chức, mà kiếm những nhà hàng chay trên Sài Gòn hiện giờ mà để tổ chức cái Hằng Thuận á rất khó. Con nói thật sự rất khó. Và cái thứ tư nhất mà con rất tiếc cho những người bạn nữ của con khi tham gia vào lễ cưới Hằng Thuận của con là thật sự mình hiện giờ đang gọi là phát triển là nam nữ bình đẳng, bình quyền, vợ chồng bình đẳng. Nhưng mà tại sao những người lúc mà con đang làm lễ Hằng Thuận, con thấy bạn, những cô bạn con đứng ngoài đó, hoặc những người anh, những người chị, những người cô bác nói là đang giống như người nữ đang đính kỳ, không dám vô tam bảo, sợ làm ô uế nên không tham dự được cái lễ đó, chỉ đứng ngoài dòm. Con mong nếu mà cái việc đó như theo người nữ có thật sự được vô không, nếu mà cái quan niệm đó dân gian đúng hay sai, con xin hết ạ. Quan tâm này càng được tán dương. Và Giới Tử vừa đặt câu hỏi đó, tổ chức lễ cưới của mình tại chùa Phật Học Xá Lợi đó là điều đáng được tán dương. Về chi phí tổ chức đó, lễ cưới diễn ra tại chùa bao giờ cũng rẻ hơn nhiều lần so với diễn ra tại khách sạn hay nhà hàng. Tùy theo túi tiền, các bạn có thể gợi ý cách thức tổ chức rất đơn giản, chú trọng đến nội dung mà tiền hầu như không tốn. Như ở chùa Giác Ngộ đó, thì thầy chỉ đạo cho các thầy trẻ mua hoa, gọi là hoa plastic á, hoa giả đó, chụp hình vô nó đẹp như là hoa thiệt. Đây nè, hoa giả không, hoa sen giả nè, rồi hoa cầu phong lan giả, rồi cổng chào cũng bằng hoa giả, cổng cưới đó, cổng cưới dưới sân chùa, cổng cưới ở ngay cái cửa chánh điện, rồi lối dẫn vào các cái đèn này nọ, thì chùa tốn có lần tiền đầu tư thôi, và cái đó không có phải tính tiền cho gia đình tổ chức lễ cưới. Còn nhiều gia đình ta thích làm sang trọng, dù chùa không hướng dẫn nhưng mà họ thích, họ làm thêm con công, con phượng để tượng trưng cho lễ cưới đó, thì đó là tùy hỷ, tại vì họ muốn làm. Còn chùa thì có các cái tiện ích sẵn rồi, không phải tốn tiền, quay phim chụp ảnh lên đẹp còn hơn nhà hàng. Lễ cưới từ Giác Ngộ cũng đâu đòi hỏi cúng dường trai tăng gì đâu. Ai có điều kiện thích phát tâm cúng dường để gieo phúc cho mình thì làm. Còn không cúng cũng đâu có sao, vì cái đó là sự phát tâm của mình mà, chứ nó không phải là quy định. Cho nên chỉ cần vài triệu đồng là có thể tổ chức được một lễ cưới tại chùa. Đó là tiền mua trái cây,
và một số người thích mua hoa tươi, dù có được giải thích là chùa có sẵn hoa người ta vẫn thích mua. Thì tốn tiền là do mua những cái đá thôi, chứ không phải là chi phí tổ chức. Điều hai, trong trường hợp cha mẹ bên vợ, bên chồng, bạn bè, người thân chưa quen với văn hóa ăn chay, các bạn không cần đặt nặng việc tổ chức tiệc chay ngay sau lễ cưới tại chùa. Cái quan trọng nhất là tổ chức lễ cưới tại chùa để vợ và chồng, cha mẹ, vợ, cha mẹ chồng, thân bằng quyến thuộc đó, biết được lời Phật dạy về điều đó, và theo đó đó họ sống hạnh phúc hơn. Vì thầy đã tổ chức nay mấy năm, như đã nói mỗi năm trung bình 30 lần. Có nhiều gặp gia đình đó, là tam đại động đường ha. Chú rể cô dâu là thế hệ thứ ba, rồi cha mẹ bên chồng, cha mẹ bên vợ là thế hệ thứ hai ha. Rồi là ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại thế hệ thứ nhất cũng ngồi nghe. Và như vậy ngạc nhiên, ủa Phật dạy những điều này hay thế này à. Họ tâm đắc vô cùng. Vì sau cái buổi giảng của thầy thì họ tới họ tâm sự, thầy mới cảm nhận được chứ. Cái giá trị đó mới là quan trọng. Cho nên á, nếu người thân, bạn bè đều là Phật tử hết, việc các bạn quyết định đãi tiệc chay không khó. Còn nếu họ chưa quan hệ với tiệc chay, đừng quan trọng về chuyện đó. Các bạn tổ chức lễ cưới tại chùa và tiệc đãi ở tại nhà hàng hay là ở tại tư gia, nếu nhà các bạn có đủ không gian tổ chức. Một mâm ở nhà hàng 3 sao đó cho 10 người ăn đó, hình như cũng phải 1 triệu, 2 triệu phải không? Nhiều không? Bao nhiêu? 4 triệu hả? Còn nếu là nhà hàng 5 sao thì nó phải là 10 triệu, 15 triệu. Cho nên các bạn đừng quá bận tâm đến cái việc ăn mà làm người ta không dám tổ chức lễ cưới tại chùa. Điều ba, thuyết phục người thân đến càng đông càng tốt. Nhưng mà trong chùa Giác Ngộ đó thì mỗi lần lễ cưới đó có lần nhiều nhất là 100 người, phần lớn là 50 người, 30 người thôi. Vì khách đến dự khó đi 2 lần, một lần tại chùa và một lần tại nhà hàng, thì các bạn phải chọn lựa những người quan trọng nhất đến dự một lễ cưới. Thì họ chứng kiến từ đầu đến đuôi, họ thấy nó hay hơn nhiều so với tổ chức lễ cưới ở tại nhà hàng hay là khách sạn. Và để thuyết phục họ đó, thì các bạn lấy những cái đường dẫn tại chùa Giác Ngộ của mình trên Facebook, Thích Nhật Từ Facebook chùa Giác Ngộ và kênh YouTube Đạo Phật Ngày Nay. Họ chỉ cần xem qua về cái không gian trang nghiêm của chùa, toàn bộ nghi thức từ đầu chí cuối, có MC chuyên nghiệp, có ca sĩ phục vụ miễn phí, mà cái tiền gọi là công đức cho ca sĩ, thực tế người ta đâu có đòi giá gì đâu. Nếu là ca sĩ hạng A mà phục vụ một cái lễ bên ngoài, người ta phải lấy 10 triệu cho đến 50 triệu. Người đăng ký ở chùa mình chỉ gỡ tượng trưng có 1 triệu đồng, người ta không có đòi hỏi gì hết đó. Tại mình gửi người ta nhận, không gửi người ta cũng không quan tâm. Ta đến để phục vụ, lệ lạc lớn lắm quý vị. Do đó thuyết phục phải có nghệ thuật, và bằng sự chân thành đó, các bạn sẽ dễ dàng thành công. Phải khéo léo, vui vẻ, hoan hỷ. Thì sau một lần tổ chức thành công đó, thì những người bạn có mặt, người thân chứng kiến đó, sẽ trở thành các kênh truyền thông về lễ cưới tổ chức tại chùa. Rất tiếc là cho đến bây giờ 2018, sau 80 năm có mặt của lễ Hàng Thuận, mà bắt đầu của nó từ thành phố Huế, đến bây giờ đó chưa có được 50 ngôi chùa trên toàn quốc làm công việc này. Đó là điều rất là đáng tiếc.
Và để phổ biến cái lễ cưới tại chùa đó thì thầy cho truyền trực tiếp, vì theo dõi đó, coi trực tiếp đó, từ đầu chữ cuối đó, khoảng 15 cho đến 25 ngàn lượt xem. Và truy cập vào ngay cái trang có cái đường dẫn của lễ cưới đó, 60 ngàn cho đến 150 ngàn, có khi lên đến 250 ngàn lượt truy cập. Lệ lạc đó mang tính truyền thông và khích lệ việc tổ chức tại chùa là rất lớn. Cho nên đó, các bạn tổ chức lễ cưới tại chùa đó là các bạn đang góp phần hoằng pháp cho những người khác. Ngoài cái việc tiếp nhận lời dạy của Đức Phật trong lễ cưới, rồi cái nghi thức trang nghiêm mang yếu tố tâm linh, trong lễ cưới đó các bạn được hướng dẫn có 4 điều phát nguyện. Thứ nhất là giữ gìn truyền thống dân hóa của Việt Nam và dân hóa gia tộc. Thứ hai đó là các bạn phát nguyện chung thủy trong hôn nhân. Thứ ba là các bạn phát nguyện không kiếm cớ, không gây sự, không tranh chấp, không hơn thua, không hờn giỏi, không bắt bẻ, mà hài hòa, đoàn kết, thương yêu để dìu dắt nhau trên mọi đường cây số. Và thứ tư á, có trách nhiệm chăm sóc và xây dựng hạnh phúc và tương lai của con bằng cách giúp con trở thành Phật tử. Với cái sự phát nguyện trong một khối trang nghiêm của một ngôi chùa có Phật, có tăng đoàn, có người thân chứng kiến á, thì cái điều đó sẽ giúp các bạn thực hiện tốt hơn cái giá trị bảo vệ hôn nhân bền vững đó. Từ điều đó là điều mà chúng ta phải tin là có thật. Cho nên chùa nào yêu cầu 10 mấy triệu, 20 triệu theo thầy, so với tổ chức ngoài, bên ngoài đó vẫn còn quá rẻ. Còn các bạn nào mà thiếu điều kiện đó về nguồn tài chính, hoặc là biết có nhiều cặp vợ chồng hoàn cảnh khó khăn, giới thiệu đến quỹ Đạo Phật Cần Nay Chùa Giác Ngộ, thì năm nay thầy sẽ tổ chức lễ cưới tập thể miễn phí. Quỹ Đạo Phật Cần Nay đã lên kế hoạch mỗi một đợt như vậy là 50 cặp đến 100 cặp sẽ tặng cái gì nhẫn cưới, rồi hoa tai, áo cưới, rồi quà tặng, rồi đãi ăn miễn phí, nó xuống thế mồ. Chắc là sau lễ đặt đá xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải tại Sóc Trăng trực thuộc Chùa Giác Ngộ đó, thì quỹ Đạo Phật Cần Nay sẽ chính thức ra thông báo và sẽ tổ chức lễ cưới tập thể miễn phí dưới hình thức là quỹ Đạo Phật Cần Nay hỗ trợ. Bởi vì giúp giùm thầy đi tìm kiếm người giùm, giới thiệu giùm, được nhiều chừng nào thầy biết ơn chừng đó. Và nếu số lượng đăng ký nhiều thì sẽ tổ chức nhiều đợt như thế trong một năm. Và thầy tin rằng là các nhà hảo tâm, mạnh thường quân Phật tử sẽ rất quan nghị, phát tâm ủng hộ. Cho nên mỗi người hãy làm truyền thông dùm thầy về lễ cưới tại chùa Giác Ngộ nha. Còn ở các chùa khác thì thầy không dám cam kết, tại vì thầy không có quyền quyết định. Còn riêng chùa Giác Ngộ đó, đảm bảo cam kết với vị 100 cặp, 200 cặp, 300 cặp trong một năm vẫn làm tốt. Dạ, Nam Mô Bổn Sư.